Chúng ta sẽ tiếp tục bài 29. Câu hỏi kiểm tra miệng. Đối với bài học vừa qua thì chúng ta có câu hỏi sau đây. Thứ nhất là tính chất nhiệt đới gió mùa tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình nước ta? Câu 2, địa hình nước ta đa dạng nhiều kiểu loại, trong đó quan trọng nhất là địa hình đồi núi. Vì sao? Thì đây là hai câu hỏi quan trọng được các em cần học kỹ nha. Bài 29, đặc điểm các khu vực địa hình. Thì địa hình nước ta đa dạng chia thành các khu vực khác nhau thì gồm có đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa. Thì mỗi khu vực có những nét nổi bật về cấu trúc và kiến tạo địa hình như hướng, độ cao, độ dốc, tính chất của đất đá. Do đó, việc phát triển kinh tế xã hội trên mỗi khu vực địa hình cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Cho biết địa hình nước ta có mấy khu vực? Thì chúng ta có 3 khu vực chính, đó là đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu khu vực thứ nhất, đó là khu vực đồi núi. Đây là các dạng địa hình mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Quan sát lực độ địa hình Việt Nam cho biết khu vực đồi núi nước ta chia làm mấy vùng. Thì ở đây chúng ta lưu ý cho thầy, thứ nhất là vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ. Thứ hai là vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Thứ ba, vùng núi Trường Sơn Bắc. Thứ tư, vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. Vậy là chúng ta có tất cả là 4 vùng. À, chúng ta chia thành mấy vùng, đó là 4 vùng. Quan sát lực độ địa hình Việt Nam, nghiên cứu sách giáo khoa, tìm hiểu vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ, Trường Sơn Bắc, vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam theo nội dung sau. Thứ nhất, trong mỗi khu vực vùng núi thì chúng ta sẽ xác định vị trí giới hạn của từng vùng, đặc điểm từng vùng như là độ cao trung bình, núi cao nhất, hướng núi chính, giá trị kinh tế, tức là cảnh đẹp nổi tiếng trong vùng thì chúng ta sẽ phát triển ngành gì chẳng hạn. Đối với khu vực đồi núi, khu vực thứ nhất đó là Đông Bắc. Vị trí thì nằm ở quanh khu vực tả ngạn sông Hồng. Tả ngạn sông Hồng thì chúng ta sẽ nhìn từ thượng nguồn nhìn xuống, tức là từ ranh giới phía Trung Quốc chúng ta, từ con sông Hồng chúng ta nhìn xuống thì Đông Bắc nó nằm ở phía bên tay trái của con sông Hồng. Tay trái gọi là tả ngạn. Thì đặc điểm địa hình, đây là đồi núi thấp, hướng cánh cung. Về giá trị kinh tế thì nơi đây có cảnh đẹp như là Hồ Bắc Bể, Vịnh Hạ Long thì chúng ta sẽ phát triển về ngành du lịch chẳng hạn. Còn vùng núi Tây Bắc thì nằm giữa sông Hồng và sông Cả. Đặc điểm địa hình ở đây là núi cao hùng vĩ có hướng Tây Bắc Đông Nam. Thì chúng ta thấy là những cái đường nét màu đen bên khu vực Tây Bắc thể hiện trên núi thì nó nằm giống như là cái dấu quyền, đó là hướng Tây Bắc Đông Nam. Cảnh đẹp ở đây thì chúng ta có Sapa, Mai Châu chẳng hạn, thì chúng ta có thể phát triển du lịch. Vùng núi Trường Sơn Bắc thì nằm ở phía nam con sông Cả cho kéo dài cho tới dãy Bạch Mã. Thì đây là cái vùng núi thấp với hai cái sườn là không đối xứng. Thì chúng ta thấy là nó cao ở bên khu vực là phía tây và thấp ở bên khu vực là phía đông. Cảnh đẹp ở đây thì chúng ta có động Phong Nha ở Quảng Bình cũng phục vụ cho phát triển du lịch. Đây là cảnh đẹp tiêu biểu nhất của khu vực. Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam thì ở đây chúng ta có dãy Bạch Mã là tới cao nguyên Di Linh. Đây là vùng đồi núi cao nguyên hùng vĩ và mặt đất được phủ cái lớp đất ba gian dày. Tài nguyên thì chúng ta có tài nguyên khoáng sản, khí hậu trên cao nguyên. Thì ở đây chúng ta có thể là phát triển các ngành công nghiệp như là khai thác khoáng sản hoặc là trồng cây công nghiệp,
Hoặc là chúng ta có thể phát triển du lịch, ví dụ như là du lịch là ở địa điểm Đà Lạt mà chúng ta thường du lịch hè chẳng hạn. Cho biết vùng Đông Nam Bộ có các dạng địa hình gì? Thì ở đây chúng ta có các dạng như dạng địa hình bán bình nguyên. Đây là Hồ Kiến Tạo Đá Vôi ở Ba Bể, Bắc Cạn, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Sapa, Lào Cai, đỉnh núi Phan Xi trên dãy Hoàng Liên Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng, Quảng Bình. Đây là động Thạch Nhũ. Rồi chúng ta có thể ghi nhận vào khu vực đồi núi thì chúng ta ghi hết bốn nội dung: vùng núi Đông Bắc, vùng núi Tây Bắc, vùng núi Trường Sơn Bắc, vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. Chúng ta ghi nội dung này vào. Tiếp tục số 2, khu vực đồng bằng. Khu vực đồng bằng phân thành mấy dạng? Thì đó là hai dạng chính, như là đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn, đồng bằng duyên hải trung bộ. Xác định trên lược đồ các đồng bằng lớn ở nước ta thì chúng ta dựa vào cái gam màu xanh để chúng ta xác định trên lược đồ. Thì cái đồng bằng lớn thì chúng ta có đồng bằng sông Hồng, đó là cái đường màu hồng mà chúng ta thấy trên màn hình. Thứ hai là đồng bằng sông Cửu Long, đây là hai đồng bằng lớn ở nước ta. Thì đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm như thế nào về diện tích, nguồn gốc hình thành và đặc điểm? Thì ở đây diện tích thì đồng bằng sông Hồng là có diện tích khoảng 15.000 km², nguồn gốc hình thành là do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp tạo nên. Đặc điểm là có hệ thống đê lớn chống lũ vững chắc, mạng lưới sông ngòi khá dày đặc. Thì chúng ta thấy là trên màn hình hành 29.3 thì chúng ta thấy là mạng lưới sông ngòi ở đây cũng khá là dày. Đây là hình ảnh con sông Hồng từ trên cao chúng ta nhìn thấy. Còn đồng bằng sông Cửu Long thì diện tích là khoảng 40.000 km², chúng ta thấy là nó lớn gấp gần 3 lần so với diện tích của đồng bằng sông Hồng. Thì nguồn gốc hình thành chủ yếu là do sông Cửu Long bồi đắp. Đặc điểm là không có đê lớn ngăn lũ, vào mùa lũ nhiều vùng trũng bị ngập sâu, mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc. Thì chúng ta là người dân sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta cũng đã thấy hệ thống kênh mương rất là chằng chịt dày đặc. Đây là ảnh chụp trên cao của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là các bạn so sánh về diện tích, nguồn gốc hình thành và đặc điểm của hai đồng bằng lớn nước ta, đó là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi nhận nội dung này vào. Đồng bằng sông Hồng có diện tích 15.000 km², có hệ thống đê lớn chống lũ, mạng lưới sông ngòi tương đối dày đặc. Đồng bằng sông Long có diện tích khoảng 40.000 km², không có đê ngăn lũ. Vào mùa lũ, nhiều vùng trũng bị ngập úng, mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc. Chúng ta ghi nội dung này vào. B. Các đồng bằng duyên hải trung bộ. Hãy cho biết diện tích và đặc điểm chung của đồng bằng duyên hải trung bộ. Thì đối với đồng bằng duyên hải trung bộ thì chúng ta thấy trên cái lược đồ thì đây là một cái dải đất hẹp dọc theo ven biển chúng ta với diện tích khoảng 15.000 km², tương đương với đồng bằng sông Hồng, thì nhỏ hẹp kém thì nhiêu. Vì sao đồng bằng này nhỏ hẹp kém phì nhiêu? Thì chúng ta biết là các đồng bằng duyên hải miền Trung nằm ở chân núi Trường Sơn, bị các dãy núi ăn lan ra sát biển chia cắt thành các đồng bằng nhỏ hẹp. Trong sự hình thành các đồng bằng này thì vai trò bồi đắp phù sa của sông là không đáng kể nên đất đai ở đây thường kém phì nhiêu. Chúng ta sang phần thứ ba, địa hình bờ biển thềm lục địa. Quan sát hình 28.1 cho biết chiều dài đường bờ biển nước ta trải dài từ đâu đến đâu. Thì chiều dài đường bờ biển nước ta là dài 3.260 km, kéo dài từ Móng Cái thuộc cái tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang. Chúng ta thấy cái đường màu xanh dọc theo ven biển nước ta trên màn hình.
Bờ biển có mấy dạng chính, nêu đặc điểm và hướng sử dụng từ dạng. Thì bờ biển nước ta có hai dạng chính, đó là bờ biển bờ tụ đồng bằng và bờ biển mày mòn chân núi hay đảo. Thì đối với bờ biển bờ tụ đồng bằng thì chúng ta có thể phát triển các ngành như là trồng trọt hoặc chăn nuôi dọc theo ven biển. Hoặc đối với bờ biển mày mòn chân núi hay đảo thì chúng ta có thể là xây dựng các hải cảng. Tìm trên hình vị trí vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, bãi biển Vũng Tàu và Hà Tiên. Thì cái này chúng ta dựa vào cái lược đồ trên màn hình thì chúng ta có thể là xác định được. Các em ghi bài vô để hình bờ biển. Bờ biển nước ta dài trên 3.260 km từ Móng Cái đến Hà Tiên. Bờ biển có hai dạng chính là bờ biển bờ tụ đồng bằng và bờ biển mày mòn chân núi hay đảo. Đây là hình ảnh về bờ biển bờ tụ. Hình ảnh bờ biển mày mòn thì chúng ta thấy là sóng biển có thể là đánh mòn các khu vực ở dọc theo dòng biển nước ta. Đây là sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam. Thềm lục địa nước ta mở rộng tại các vùng biển nào? Thì chúng ta thấy là thềm lục địa nước ta mở rộng tại vùng biển đó là khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ, và thường với độ sâu là không quá 100 m. Vai trò của thực địa đối với sự phát triển kinh tế thì nó có thể góp phần vào việc nuôi trồng đánh bắt hải sản, khoáng sản, giao thông vận tải và an ninh quốc phòng. Chúng ta ghi thêm vào thềm lục địa mở rộng ở biển Bắc Bộ và Nam Bộ. Câu hỏi luyện tập cuối bài thì ở đây có 3 câu hỏi sau đây. Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực xác định trên bản đồ? Câu 2, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Câu 3, địa hình đá vôi tập trung nhiều nhất ở miền nào? Hướng dẫn tự học. Thứ nhất là các em phải chép bài đầy đủ và phải học bài. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 108. Đó là nội dung của bài 29. Còn đối với cái bài 30 là các em sẽ tự làm. Và phần này thầy hướng dẫn bài thực hành 30 đọc bản đồ địa hình Việt Nam. Thì ở đây là có tất cả là 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ dựa vào cái Atlas, kết hợp Atlas trang 26 và trang 13. Thì ở đây chúng ta đi theo vĩ tuyến 22 độ Bắc từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, tức là đi từ trái sang phải. Chúng ta sẽ kể ra các dãy núi. Thứ hai là dọc theo cái vĩ tuyến 22 độ Bắc này thì có các dòng sông lớn nào, thì chúng ta sẽ liệt kê tên các dòng sông lớn đó ra. Câu hỏi số 2 là đi dọc kinh tuyến 108 độ Đông ở hình 30.1, kết hợp sách giáo khoa trang 26 và trang 14. Đoạn từ Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết ta phải đi qua các cao nguyên nào? Thì chúng ta nhìn dọc theo kinh tuyến 108 này đi qua những cao nguyên nào thì chúng ta sẽ liệt kê ra. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhận xét về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này thông qua hình 30.1. Câu số 3 cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau ta phải vượt qua những đèo lớn nào? Thì chúng ta thấy là nơi nào có những cái đèo thì chúng ta sẽ kể ra dựa vào hình 28.1 trang 103. Và các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông Bắc Nam như thế nào, tức là nó sẽ gây cho chúng ta khó khăn gì. Các em sẽ cho ví dụ cụ thể ra. Và bài học chúng ta hôm nay là kết thúc. Trước khi kết thúc bài học thì thầy cũng dặn là tuần sau chúng ta sẽ vào học lại bình thường ở trường, thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra 15 phút. Thì tiết đầu tiên thầy sẽ dặn nội dung bài cho các em, và tiết thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra 15 phút. Các em ở nhà coi bài trước những bài mà chúng ta đã học. Bài học chúng ta kết thúc.